cô bác thân mến, Khương vừa đang di chuyển trên sông Bồ Đề. Đây là dòng sông nằm giữa huyện Nam Căn và huyện Ngọc Hiển mà bác. Ở bên đây là thuộc xã Tam Văn Tây thuộc huyện Ngọc Hiển, còn bên đây là thuộc xã Tam Văn Đông của huyện Nam Căn. Thì ở trên dòng sông này nãy Khương vừa đã đi coi bà con bác câu cá ngát nè. Khương vừa mua được 4 con cá ngát. Rồi Khương vừa có về bến, rồi Khương vừa có mua được thêm 1 ký tôm sắt nữa nè. Dạ, rồi bây giờ là nước xuống rồi đó, cho nên là bà con cô bác người ta bắt đầu người ta đi thăm nò và bắt đầu thăm đáy. Và trên dòng sông này thì cũng có nhiều bà con cô bác người ta sống bằng nghề đạp cá ngát, nhưng mà mình không biết đường đâu mà tìm. Đúng là nếu mà giới thiệu được bà con cô bác mà cái nghề mà đạp cá ngát trên sông đó là cũng rất là thú vị. Đó là đợi nước xuống á, trong bờ sông thì sẽ có việc làm. Giờ mình sẽ ở đây là người ta khai thác vòng vòng ở dòng sông này không bác, còn đi ra ngoài biển thì người ta sẽ đi tàu đánh cá ra ngoài, người ta đi tối đi rồi sáng mới về. Còn nhỏ thì cạnh bờ, còn lớn thì ra xa thôi. Bà con cô bác đang nhìn thấy đó là cái dàn nò bà con bác đó, người ta văng ngang sông. Rồi xong rồi cá nó chạy ngang, nó vướng cái lưới rồi nó sẽ chạy vòng trong cái nò, rồi đợi nước rút xuống người ta sẽ đổ. Cái nò này thì nó giống như là cái vớn ở trong sông, ở trong ruộng của mình đó bạn, nhưng mà trong sông, trong ruộng thì nó nhỏ hơn, còn ngoài đây là sông lớn cho nên làm ra các cây số luôn á. Quá trời nò luôn nè. Đó, đằng xa xa bà con bác thấy là có người ta đang dở nò đó. Rồi mình chạy lại coi là coi có cá không nha. Ồ, cái đó nó bãi đó, nó nổi lên luôn kìa. Xuống dưới đó, nó bẹt dưới rồi. Cái này tao thăm mỗi ngày á em. Đúng rồi. Nếu không thăm mỗi ngày thì cá nó sẽ chết á. Cá thì nó sợ nó chín ấy. Dính lưới rồi nó chết. Ủa không quay ra đây. Không có hả? Đang xúc chứ. Không ghé nè anh. Nồi này đó có hả? Nồi nào nó nhiều hơn hả? Nồi nào nhiều đâu anh? Có cá nhiều không anh? Có bữa kia nhiều. Ở đây nó sát luôn hả? Ồ. Ồ có sứa hả? Lôi rồi mấy vợ cái trên bờ rồi kìa. Nó còn cá này nè. Rác hả anh? Sứa hả? Nhiều dữ vậy? Trời ơi, nhiều như vậy. Ồ. Làm cái nồi này tốn tiền không anh? Mấy chục ha anh? Cái này đăng ký làm hả? Ai làm anh? Ê anh ơi. Đâu ăn uống gì được ha anh? Dính cá kìa. Dạ. Đây nè, có cá nè anh, có con cá nè anh ơi. Bên đây có con cá nè. Ủa vậy là anh bắt xong rồi hả? Bên đây có 2 con nè. Bên đây có con cá kìa anh, cá bự kìa. Kìa. Đi lên. Rồi đi qua đâu? À đây là có cửa vô nè. Ô. Cái này nước ngập lên là tới lên đây luôn nè. Ngập lúc luôn á. Ngập lúc luôn. Bây giờ nước nó xuống rồi. Không có gì hết trơn hả? Cá đựng cá gì à? Cá gì anh? Cá đói hả? Cá bùi hả? Ôi sứa nè. Thả về nó sống không anh hay nó chết? Chết, sống. À nắng vậy chết hả? Này sống làm dự báo rồi nè. Nữa không? Trời phỏng mình luôn. Phỏng hả? Ừ cá kìa. Nó trong nó báo không thảo à. Ngày kia nó tán cái nè, đây ngày qua. Ồ. Nó quất đây cái nữa. Là sao nó xịt ra hả anh? Luôn nó bắn mình đụng nó. Bắn nước hả, đụng nước. Tại nãy giờ em đụng á. Đụng nó ngứa vậy đó. Vậy hả? Nãy giờ em biết em đạp nó đó. Mày giống không vừa quá vậy. Em nè. Ra đây nè mày. Ra đây con bắt nò nè. Đừng như đây hả? Này cá đói hả?
vậy là thất thu rồi. Một ngày nào còn có nhiều là được mấy chục ký không anh? Trời ơi, ít rồi, hết rồi, hết cá. Cái này là nó mình có hai cửa phải không anh? Hai cửa nên nước về đường này bác. Đó, người ta giăng ngang, bà có bác thấy không? Đó, người ta giăng lưới ngang, nước về đường này thì là cá nó sẽ bị chặn rồi, nó sẽ bị trôi về bay, còn nước nó đi cá đi bên kia nó cũng sẽ bị chặn rồi nó trôi vô. Nếu mà đi bên đây thì nó sẽ trôi vô đây, vô cửa ở đây. Vô cuối cùng trong đây. Cửa nào nó ngắn nhưng mà thế vậy chứ nó có cá nó tròn về đầu à. Dạ. Thường thường đầu này nhiều hơn cái gì anh? Đầu đẳng nó ít cá. À. Wow. Đó, đó. Nè nè nhiều nè. Có cá ngát mà anh? Cá hố hả? Cá liền kìm. Cá liền kìm. Vậy là em bị hố rồi. Có mấy chục năm ở đây rồi còn chưa biết hết cá biển luôn. Vậy hả? Chưa biết hết cá biển luôn hả? Dễ gì. Nó liền hàng ngày đây. Ở đây có cá độ không anh? Ở đây có cá độ không? Độ gì đâu? Cá độ á. Ở đây biển có cá độ không? Không có độ hả? Chứ trên bạn em nó cá độ nhiều lắm á. Cái gì xấu là em hết á anh ơi. Cái gì xấu là nó dồn về em hết á. Biển này thì thời dân khổ ra đây làm chứ đâu có tiền đâu cá độ. Em chuyện cũng quen rồi trộm mặt cái giòn lương nó thấy. Dạ anh Linh có coi em ha. Anh ở đây bao nhiêu năm rồi? Chơi sinh mẹ đẻ đây luôn hả anh? Mới xuống là hôm nay mới 20 năm. 20 năm là sống bằng nghề biển hả anh? Con cá ngát kìa. Này con cá ngát bự lắm. Cá ngát nó có bầu vậy nè. Dữ á. Cá chẽm hả anh? Dạ. Này về là ăn thì ăn, còn bán thì bán hả? Hồi nãy mua cá ngát nhiều quá rồi chứ thôi cũng mua cá ngát. Ôi gì không hồ anh. Ngứa đó. Ôi cá ngát à. Chiên đó hả? Chiên chung hả? Ủa lấy cái kìm bẻ gai nó anh để nó đâm độc lắm á. Hướng dẫn ảnh mày nha, mình cứ ba nó có ba ảnh nha anh, phải lấy kìm anh bẻ cho nó heo. Một năm không biết nó đâm bao nhiêu vít rồi. Vậy hả? Trăm ngàn vít nào nói. Đâm vít rồi nó lợn rồi. Đâm vít miếng vít hả? Đâu có nhức nhối gì nữa. Quen rồi. Cá ngát nhỏ à? Cá nhỏ đó mình thả hay sao anh? Cá ngát nhỏ đó. Bỏ mày đây quá trời sướng, nhóc cái chân mà không ai sử dụng gì chứ. Quá sướng rồi. Nè. Con cá nóc. Ê, con cá ngát. Thì lụm nữa hả? Ôi, trời, bảy nhất. Trời, nó bóp thử rồi, càng nhất càng nhất. Nó lẹ lắm à. Lẹ lắm à. Cái gì quẹt cái. Mình đâu có lẹ bằng nó đâu. Vậy hả? Bỏ luôn hả? Nó lắc cái. Mắc vậy, đó. Con cá nóc nữa nè. Lẹ lắm. Cá nóc còn cá nóc. Cá nóc còn thấy cưng lắm nè. Nè, còn quăng 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 nè. Con luôn thấy cưng à. Mỗi ngày này thì cái gì đó. Nó không phình bụng lên ta. Này nó không phình bụng lên, phình bụng lên. Trời ơi, này nó không phình bụng lên anh. Thường thường cá nóc nó phình bụng, phình bụng lên á. Vô vô bụng nó mới chết hay gì rồi. Chết rồi. Chết hay gì nè. Thường thường nó phình bụng lên dữ lắm. Chết hay gì. Ừ. Giả bộ chết á, nó ngợp à, nó chết. Ngợp hả? Chứ nó còn mạnh thì bóp bóp gì cái nó còn bóng lên nè. À. Bỏ luôn. Để chứ có ăn có uống gì được. Vậy xong á anh. Một cái nữa hả? Đi theo ảnh rồi ngồi lại cái nhỏ ra. Vừa lộ luôn. Vậy anh chưa bắt đó hả? Chưa. Lát trở lại anh ha. Dạ. Dạ rồi cảm ơn anh nhiều nha. Nhớ lên kênh Khương Dừa coi anh bắt nò nha. Dạ có gì á? Con ngon sao miệt vườn. Ờ rồi rồi. Hát không? Biết hát không? Anh có hát không? Anh có hay hát không? Hát thì ok rồi nhưng mà thử câu dung cổ ơi. Mình đâu có đi. Thử câu dung cổ nghe ơi. Thử khúc ơi. Mệt quá. Mệt quá. Này chắc dựng kêu nào mà thôi đi nha anh. Dạ, chúc anh sức khỏe. Trời ơi con sứa này cả tấn luôn à.
quá bự vậy anh, đụng vô nữa được không? Đụng nó ra được không anh? Đừng nó thôi, nói chung là đừng có đụng nó ha. Ồ là ở trên á, trên đây nè, đụng trên này nó ngứa, đụng vô nó ngứa mà quá, nó phỏng mình á. Ồ quá trời luôn nè, trời ơi sữa này giờ mai khoảng được 200.000 chứ mà anh. Nhiêu anh, năm rồi nghe nói được 150 à, năm nay được 200 không? Hồi xưa mua ký 700 giờ thấy em mua hả? Người ta mua được 1 ký hả? Anh đang làm gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Thôi nó bị sập hả? Rồi anh vớt cá chưa? Hồi cái biển này sứa nhiều quá vậy? Vừa lại em đó hả? Dạ. Dạ vậy á. Thấy... Dạ, ngoài em đây. Dạ. Vậy giỡn cá chưa, thăm cá chưa? Có cá chưa? Chưa, ngoài kia anh này sửa lại. Sửa rồi gắt ghế rồi ha. Ừ. Cái nồi này anh làm lâu chưa? Năm ngoài vậy. Nồi này nhiêu tiền anh? Mười mấy triệu. Rồi sao mà nò gần gần nhau vậy hết thì sao gần gần nhau vậy quá rồi. Thì cũng người ít ăn bắt. Người ít ha. Nó đi lọt nò này thử qua nò kia ha. Dạ. Nhưng mà có người nò tao ở ngoài cùng thì tao lợi thế hơn không? Cũng có nữa, nhiều khi cũng có vậy nữa. Dạ. Cũng hên xui. Hên xui ha, nhiều khi nó giạt vô giạt ra ha. Ừ. Mà thường thường anh dở trúng không? Mùa này có lời gai chứ dở. Vậy hả? Do mùa này không có cá ha. Dạ, trời ơi mấy con sứa nhiều ghê luôn kìa. Tìm, nó nổi. Trời luôn, quá trời con sứa luôn không ba? Đó. Ở đây đặng ngoài đó nhiều á. Ờ sao nhiều? Đứng ngoài đó luôn. Vậy hả? Quá trời. Có đụng cái lưng này được nè. Đâu đâu đụng lưng nào nè. Cái lưng kia nè. Hả? À. Còn đừng có đụng cái bụng nó hả? Đụng bụng trong đó nó ngứa. Ngứa hả? Mình nắm đâu nắm này hả? Ờ nó mềm quá ha. Ờ nó bể luôn anh. Bể luôn ngứa không? Ôi, sợ thận ngứa quá. Bóc trên thì thay được. Ừ. Vậy là vậy nó sống không anh? Ừ, con nó khô thì chết, ngắt nó cạn chết. Cạn chết hả? Như chụp hình với con sứa rồi con. À, con biết sao không? Dạ. Con lấy con sứa con đội lên đầu á, con chụp. Thì nó ngứa. Kệ nó, hy sinh vì nghệ thuật. Con chừng không biết chụm chụp chạp chạp cho nên nó ngứa nha. Cái bụng nó. Cái lưng nó nè, nó nổi cái lưng lên nè. Nó nổi cái lưng nè. Đó, nó thường thường nổi lên lưng nè. Đó. Con này bự ghê đó. Bụng nó đụng. Ừ. Ê, có chừng bụng vô đụng bụng nha. Nè. Tốt nhất là lấy chân đụng đó. Tốt nhất lấy cái chân đụng đó. Ơi có con này. Con này còn mười mấy ký luôn trời. Ghê vậy. Ký 700 ngàn luôn hả? À 700 đồng hả? À. Bây giờ không thấy nữa. Ủa vậy là không vậy là sứa mà giờ người ta làm bún sứa rồi là làm mấy con sứa mẹ khác anh ơi. Dạ. Dạ chứ mua về làm gì chứ thức ăn chế không được hay gì đó, dạ dạ chứ bây giờ người ta vẫn cái món bún sứa vẫn là món nổi tiếng ở ngoài miền Trung á. Ừ. Chắc sứa ở ngoài miền Trung ăn được, sứa nhỏ nhỏ mình đây không. Dạ để Khương vừa giải thích bà con bác rõ thêm xíu nữa nha. Đó nguyên tắc hoạt động của cái nò đó thì từ đằng mụ bên kia nè, đằng bờ luôn á, người ta kéo lưới cho tới gần đây luôn đó, người ta dựng cây lên cho nó chắc rồi người ta phải gàn cái dây này nè, à, gàn cái dây này đó để nó giữ lại đó. Rồi thì cá ha, ví dụ giờ nước lớn thì nó đi vô hướng này, thì nó còn nước rầm thì đi ngược lại đó, đi nước lòng ngược lại thì nó sẽ vướng cái lưới này thì nó sẽ không có đường đi nữa, thì nó sẽ lần cá mà nó sẽ lần đó, nó lần ra hai cửa nè. Ôi sâu thế đó, ví dụ như con cá này nó lần ra là nó bị
nó bị vướng ở đây đó, rồi nó vô, nó vô đây cửa, hoặc là nó vô cửa này nữa. Nói chung có hai cửa để nó vô. Ồ, ướt rồi đó, này cá đủ đó, vậy đó, cái nguyên tắc hoạt động nó vậy đó. Bây giờ thì nước này còn lớn quá cho nên là sẽ khó xúc cá lắm, một xíu nữa nó cạn giống như bên kia thì anh sẽ lấy cái vợt á, anh đi xúc. Còn đây là bác thấy rồi đó, sứa nè, rồi sứa nó đu nè, quá trời sứa luôn nè. Đây nè, đây nè, có con sứa nè. Sao mày bắt con cá sẵn? Bắt cá đâu sẵn? Mày cầm cá sẵn nè. Nè đó. Nè mày lấy sứa đội đầu đi. Không, cầm mày cá thò lòi nè. Thôi thôi thôi. Thấy không, đơn giản, một ngày bắt một ký cá thò lòi bình thường. Nè nè. Chạy ngược bắt thôi. Sao ông ơi. Nè. Dốc có cầm cá thò lòi sẵn không ơi? Ở đâu có này, ở đâu có. Thì bắt con đầu. Hả? Mày bắt con đầu. Bắt con đầu làm sao mày bắt được? Thì mày bắt con đầu. Tao kêu nó lại thôi. Nè, thấy chưa? Tao kêu nó lại thôi. Đây nè, lỗi nè. Đó, thấy chưa? Lại bắt ký. Ghê không? Nè, đụng vô đây nó ngứa nè. Nè, tắp vô đây rồi nó sẽ bị cạn lại rồi xong nó bị chết rồi. Nước cũng xuống xuống rồi mà bác. Anh trai anh bắt đầu hớt bã rác rồi xong rồi anh vớt cá. Có cá nhiều không anh? Dạ, cá nhát nhỏ hả? Anh vớt vậy là dính cá hết rồi. Anh vớt vậy vừa lát vừa cá gì? Không có cá luôn hả? Mèn ơi. Ở đâu anh? Là có chưa? Bắt chưa? Chưa bắt hả? Ồ sâu ghê. Lúng ghê. Sứa. Rồi. Có chưa? Giờ đi đầu đắng đi. Đầu đắng hả? Trả lên đầu đắng đi. Nó không có ai nào hả? Này có con mà. Chán gì? Hèn ơi. Chưa. Đầu này không có quá. Hồi nãy đầu của anh trai kia thì đầu này có. Đầu kia không có. Còn anh trai này đầu này không có. Hy vọng đầu kia sẽ có nhiều. Rồi nó lúng. Em đi bằng đi ra đường đó hả? Đi đường cửa ra đi, đường kia à. Đường cửa ra ha. Dạ. Anh mới bắt được con cá ngát vào quá. Chứ con hay con tôm sú. Rồi đây coi anh vớt nữa rồi có nữa không nha. Ồ. Thò lòi quá chừng. Bắt chưa anh? Vô coi anh vớt à. Em đứng đây em coi được anh bắt được rồi. Bỏ vô thùng sao bỏ? Nè, đưa thùng anh nè. Vậy chứ an toàn ha. Đứng đây coi anh bắt được rồi. Mình vô đường nào? À. Có buộc để vô ha. Ồ. Vì mở ra vô rồi để mình bỏ rác ra ngoài nữa ha. Dạ, rồi lát mình khâu lại. Có bữa nào quên khâu không anh? Có. Có luôn hả? Thế nào không khó không? Sao? Dạ. Nếu mà đang làm mà ông kêu về đem kêu mồi về nhậu ha.
Ồ, phải mang giày á hả? Giày á, ngát. Ờ, thấy ngát hả? Mấy tình con ngát á. Ờ, sao đạp chúng nó ha? Nhưng mà con bị á. Dạ. Phải mang giày mang vớ. Đó, buộc lên. Buộc cái thùng lên đúng không? Sao nó mặc quần dài vô? Sao mặc lỗ mình dễ đi đó. Dạ cản, à. Nặng nước quá ha. Qua, wow, sứa nữa. Băng cát. Ô kìa. Cá đói hả? Cá lóc mít ra. Bỏ cá lóc mít à. Mít ăn được. Sứa rồi, nguyên vật sứa luôn rồi. Kéo lên không nổi luôn rồi. Quay đây, coi coi anh, có cá không anh? Ừ, có cá nữa. Lỡ hán luôn hả? Nhiều quá vậy. Nay sứa biết quay phim sao mà. Ờ. Dính cá nào bự bự ấy. Có là nhảy địch đạch đạch nữa không? Ồ. Gác không? Cá rác. Cá rác. Rác nhiều quá. À sứa nó lấn. Mình ngửa không chết. Ốc mượn hồng à. Thôi hết rồi anh. Vậy thôi hả? Mèn ơi anh quơ hết rồi còn gì nữa đâu. Anh quơ qua cái hết. Rồi. Không có. Rồi không có cá ăn được. Này kìa. Bèo luôn. Bèo rồi. Được con có ngát. Này đủ ăn chứ không đủ không có bán rồi. Này tốn công thôi mấy anh với tốn vốn ban đầu thôi ha. Dạ. Mình không vũ là nó sẽ càng ngày đầy. Dạ, sập luôn. Để vũ cho nó đừng có cản trở dòng nước. Ồ gác quá trời, quỳ biển gác ghê khùng. Giữ trời bọc nó cứng luôn á, nãy ít rồi đó. Dạ. Nó vô cứng vậy. Ồ. Cái gì vậy? Cái dồ. Cái dồ hả? Ủa cái dồ ngoài đó nó cũng sống ở đây hả? Cái dồ biển á. Dồ biển hả? Ngứa đất luôn rồi. Ngứa rồi gãi đi anh, đừng mắc cỡ. Hết rồi, hết cá bự rồi, chắc không có cá bự luôn rồi ha. Có cá nhỏ nhỏ vậy. Đúng không? Nó cá bự. Xui quá. Bữa nay đi chung với thằng Thái à. Thiệt, cái ông nội đó nặng vía lắm. Anh nói nào? Ông nội đó đang nói chuyện á. Đang đòi nón xanh nói chuyện. Hồi bữa em đi quay là cá nó mịt trời luôn, em đi quay mình em á. Cá mắm đồ bầu bắt được thấy ham lắm. Quay vùng nào? Đi vùng nào cũng vậy. Dạ. Thấy gì vậy? Anh tôm sú rồi, tôm sú bự. Ôi con cá bự anh, cá bự sau lưng anh á, nó mới nhảy lên á. Cá bự lắm. Có con bự sao á. Đẩy nó lên. Dính chưa anh? Vậy là còn con á, còn con bự dữ thần lắm á. Cá đói. Nhiều khi nó lòn qua đây rồi. Ừ, có một phỉnh xíu rồi mà hớt hoài nó cũng không hết. Nó con. Còn con nữa. Con gì anh? Còn con nữa. Ừ, em mới thấy con cá bự lắm nha.
Vậy, hả? Vậy thôi chứ mình đâu có đợi cạn nữa đâu. Bắt hớt dài qua lần. Đó. À, em thấy nó đó. Cá đói à? Cá đói nó mắc không anh? Ồ rẻ vậy. Cá đó nướng ngon ha. Kho lạc hả? Chiên. Hết rồi hả? Thôi, tôm cái gì? Rồi, thôi đi về đi anh ơi. Về tạm chia tay đi, về xíu ăn cơm, về chuẩn bị mồi rồi đó. Giờ em đi sang thêm nò khác coi, có thêm gì không? Tranh thủ đi anh Điện ơi, tranh thủ đi, bỏ nó lại đi, nhanh đi. Tranh thủ đi. Bỏ nó lại đi. Rồi, giờ anh vớt cá hả? Rồi, bây giờ vớt hết rác anh bắt được cái cá. Ồ, cá nó phóng kìa, đó, nó biểu diễn kìa. À. Đã chưa. Mấy ông làm bà kè nó phóng. Ú ơi, nó phóng qua đầu anh cái đó mê đó. Đó. Đâu. Đó, hồi nãy giờ thì cũng nhờ là mình nói bạn Thái đừng có nói chuyện nữa đó. Cho nên là cá bắt đầu có nhiều rồi. Rồi. Ôi, em phụ cho. Đã đó, con sứa nó bự. Rồi sứa đừng đụng vô ha. Hả sứa ra chị. Ừ, con cá gì bự vậy? Cá gì chị? Cá ngát, cá gì tùm lum. Em qua đây. Coi được, coi chừng đạp trúng cá ngát kìa. Bỏ đây hả chị? Bỏ gỗ hả chị? Cá này vậy, cá gì vậy? Cá nâu ngon lắm à. Cá nâu kho cháy giác là hết hết bài luôn hả? Cá nóc kìa. Ôi, nhiều à. Cái nồi này nhiều là con cá đã quá. Rồi. Cái con có lăn này bẻ gai nó chị ơi. Bẻ gai nó đi. Cá dồ. Cá dồ hả? À, cá dồ biển hả? Hả? Để gì đem gì nuôi hả chị? Cá ngát nhỏ quá. Nhỏ quá thả nó cho nó sống như nó mất. Cá nóc bự dữ vậy. Nó nhỏ quá thả nó để mà mình còn đánh bắt nữa chứ mình bắt nó nhỏ gì mình ăn đâu được. Ăn đâu được rồi mà mốt mình bắt kiểu này là mốt mình tận diệt luôn. Có sứa không? Vô cái nồi vô. Wow. Cái nào nó đâm cũng đau không chị? Này không dám đụng vô để cho chị vừa làm có đụng vô. Ồ nó nhảy đã. Ôi coi tôi rối rồi. Ở bên dòng đây cá nhiều hơn nè, dòng đây cá nhiều hơn cho nên nò nhiều hơn, bên kia nò cá ít hơn, phân loại cá ra luôn, còn mấy con cá đói để nữa. Từ rối tôm sú. Mấy con cá này lụm vô được. Lụm mấy con cá này vô được. Dạ. Ô, nữa. Ô. Nước này là ít hả chị? Riêng hay gì? Cá giò hả? Cái này đem về nuôi được không chị? Con còn đó bự anh con, con bự cá gì chị? Cái này hả? Dạ. Cá chẽm. Chẽm mắt không chị? Ồ. Cá đây cũng cho chừng 100.000 ký trở lại à, không có. Mê ha. Đúng là cá biển bắt nhìn mê hơn cá đồng ha.
nó bự á, bự nó mạnh á. Đổ cái này rồi mình đổ cái nào nữa chị? Đổ cái này rồi mình đổ cái chị nào mấy nữa? Cái chị có mấy cái nào? Ba cái nha. Dài dài đó thôi chị. Con đâu đâu đắng. Đầu đắng ừ. Mới đổ cái đầu tiên ha. Vô nữa. Làm như bữa nay chị biết mình tới thì đồ canh chị đổ. Đồ này gác. Trời ơi. Nặng quá. Không phụ được. Trời ơi. Cá lên kìa. Hồi đó ở dưới tao có cái, xóm tao có cái ông kia cái mỏ như vậy nè. Mỏ như cá lên kìa. Ba con Nhi á. Nhưng mà hên giờ đẻ con Nhi không có mỏ, không có vậy. Ghê không? Ừ. Thích luôn. Một ngày mình đổ gì khoảng đứng kiếm được mấy chục ký không chị? Cũng mười mấy ký, hai chục ký. Dạ, gì cũng ngon. Và chủ yếu bằng nò với lại vuông hả chị? Cá lóc mít đây, mượn cá lóc mít là chị bún cái nó bún cái nó ngán không chị, mượn cá lóc mít là chị coi cái bụng nó bự không chị, gãi gãi bụng nó bự. Chết chưa? Là bọn chết. Nó không bự anh, nó mấy bự bự, nó không bụng không bự lên à? Cá này khờ rồi. Khờ hả? Mới đỡ vô một khờ rồi. Thả nó hả? Nó lội vậy cưng, nó lội cái cưng lắm nè. Quậy quậy quậy. Khùng, giả chết. Giả chết, nó giả chết. Thấy mạnh đó. Sợ thả nó rồi nó về nó trả ơn nữa, nó kêu này kia nó cho viên ngọc rồi nó công quá. Không sợ. Nó không chịu phơi đây, từng giấy. Nuôi cá kiển á. Phải nuôi được nó ha. Nhìn nó cưng quá ha. Rồi, cho nó lặn đi. Thôi ơi, còn gác kìa. Tôm, tôm, tôm. Rồi, mấy cái vợt này là bớt cá ha. Cá dồ nữa kìa. Tôm, tôm mới bún kìa. Xong hả chị? Xong rồi, cây đầu đá, chút gác. Đi đi lại đằng lại đằng cái nò kia được có lại đằng cái đuôi này có cắt anh nha. Mò mò tới đi. Đằng có không cho anh? Không, thường thường đằng đây có nhiều không anh? Không, để lát rồi lại xúc nò đằng đây. À. À. À xúc nò nào ơi? À nò này hả? À. Giờ để mình đi qua, để em đi qua. Cắt hay cắt anh em nha, cắt mỏi không. Mấy con chó nhà của anh chị hay vậy? Chàng ơi, hàng chi vừa đi xúc nò mà nó đi theo vậy. Kì. Nó quen nó chạy ra vậy ha. Kì. Ủa Thái à, mì ra làm sao mày ngồi đi Thái? Ừ. Đừng có nói bà con biết nha không. Nó bắt cá thời loại hả chị? Nó bắt dính không? Ăn dính ăn luôn rồi nó không đem về cho mình hả? Mấy con chó này thiệt à. Đó, chị vớt ra. Nó nò nào cũng gác vô, gác nhiều quá. Này phải có dưa hấu rồi nó rơi dưa ga lưới rồi nó trâu vô bẻ nha. Mấy bữa ăn ngon ha. Nè. Nè thấy khó mấy
anh chị được mấy nọ? Ủa nó kìa. Hai cái hả? À? Anh chị mới bắt cái nọ đâu hả? Mới xuống ra nọ. Đó, lụm nó anh ơi. Nè. Cái lưới dày quá không thấy cá ở trong này rồi. Quay không thấy cá được. Đó, mình qua bên bà chị này đã thấy đổ cá lên nè. Ủa giá. Con gì vậy? Đổ chúng con gì ra. Nó khôn ha, nó ẩn trong lưới rác ha. Ồ, nó búng kìa. Mê. Rồi có bóng đèn nữa. Rồi giờ nè, giờ đã chuẩn bị nè. Giá. Hết rác rồi nè. Hết chưa? Quá trời luôn. Giờ hốt cá xúc cá luôn đi. Trời nhiều. Ủa sao cái vợt của anh nhỏ vậy? Nó kìa. Cái chừng nó nhảy vậy. Wow. Bỏ gác ra chứ. Xúc thôi nó gác gì nó lơi vô lượt của nó chứ đâu mà cá không. Bọc nó chìm dưới. Rồi đưa vợt ra đi. Nò này chắc cũng có năm ha. Cá ngát bự lắm hả? Anh cũng mang giày vô nha. Lấy con vớt nha. Đó, con cá gì bự quá kìa. Ồ, cá gì kìa. Cá gì kìa chị? Ồ, cá ngát bự dưới vậy chị? Ồ, cá ngát đó kìa ơi. Mẹ ơi. Ơi. Trời ơi, bự dưới thần vậy chị. Bẻ gai nó chị. Cái này chắc 2kg à. Sáng giờ mới đập luôn cá ngát bự vậy luôn. Có trái giác hả chị? Em chưa có ăn cá ngát. Mà nấu cái chân con chua cá giác. Có trái giác. Chưa cảm giác được. Anh coi chưa cảm giác được. Qua ra rồi. Đổ vậy luôn rồi chị. Lấy tay đi cá. Cá nó đầm nha, nó đầm. Mỗi người bắt mỗi khác. Cho nó sống hả chị? Mỗi người có một kiểu đánh bắt. Ơi. Con gì anh? Gì vậy? Chém nó quậy rồi trời. Bự kìa. Đã ghê không? Này có đồ hả chị? Làm kỹ lắm á, chứ không nó đâm vô tay á. Về Cà Mau mới thấy cảnh này hả? Nò này ở xứ này hay là xứ khác có không ta? Mình không rành ha. Không có.
mà nó tươi rối mà. Bắn cá ngát nó ra hả chị? Lấy lấy kìm cho chị, bẻ gai nó chị. Chưa đủ bản lĩnh để bắt cá ngát. Cái này không có cá à? Cá không à? Hết rồi. Xuống đó hả anh? Tôm gì nữa ký ông nội? Tôm có nước tôm hùm á. Có bữa là ảnh bắt được khúc cây mười mấy ký luôn. Đúng không anh? Sao? Cá vượt hả? Ờ. Giống cá chẽm. Cũng như cá chẽm, người ta kêu là bự quá, ta kêu là cá vượt. À, nó vượt lên luôn à? Dạ. Có cá hôn vậy, có cá hôn nước ngọt. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.